Tôi rất thích đi chợ Việt Nam. Tại Việt Nam rất là sạch sẽ, rất nhiều đồ ăn tươi ngon, và ông chủ và nhân viên phục vụ rất là ok. Tụi em thích ăn cá chiên mà lại không muốn chiên tại nhà. Vì vậy bọn em tới chợ Việt Nam, vì ở đây người ta chiên cá giúp bọn em. Chợ Việt Nam xin cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Năm mới Tết đến, chợ Việt Nam kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mọi sự bình an.